Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con cái sim mới tích con các bạn. Rủng chiền, bốn vú đều. Đã, đang khởi động ăn cỏ nè các bạn thấy không? Sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá các bạn, chân kiền khú. Cái sim này chắc nọc 2 tháng 5 ngày các bạn. 2 tháng 5 ngày. Lứa thứ 3. Cao 1m27 bò, giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. Mới tích con. Các bạn thấy dàn rúng chiền không? Đòn dài. Chân kiền khú hết các bạn, móng sò kiền khú hết. Nó đang các bạn thấy không? Dàn rúng chiền nè. Đó, đuôi dài hết. Chân kiền khú hết các bạn thấy không? Cao 1m27 bò các bạn, cao 1m27 bò, giá 25 triệu các bạn, mới tích con. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, các bạn hay nó ăn không? Nó ăn nó đúng rất là giỏi các bạn. Rúng rồi, rúng chiền yếm dày luôn các bạn, rúng chiền yếm dày luôn. Gác nọc xin được 2 tháng 5 ngày các bạn. 2 tháng 5 ngày. Giá 25 triệu các bạn. Sẽ mặt, sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng chiền yếm dày nè, bốn vú đều nè các bạn không? Đuôi dài. Mới tách con các bạn, quà đen đuôi dài, đòn dài luôn các bạn. Giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. Lứa thứ 3 các bạn, lứa thứ 3. Cái sim này mới tích con nha các bạn, mới tích con nha. Đó, ăn ngủ ngốn cái thương các bạn. Ăn ngủ rất là giỏi các bạn. Giá 25 triệu các bạn, 25 triệu. Cao 1m27 bò, đòn dài, rúng chiền. Chân kiền khú hết các bạn. Giá 25 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó. Cái đòn dài cực kỳ dài luôn các bạn. Chắc nằm được 2 tháng 5 ngày các bạn, qua teo teo các bạn. Khả năng chữa rất là cao nha các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.